Cha cho chúng con biết về nhóm Bảo Lộc. Và con biết cái nhóm đó là lạc giáo. Vì con đã từng bị rớt vào cái nhóm lạc giáo. Thì bây giờ con sợ quá, có người rủ con vào, con sợ quá. Xin cha nói cho chúng con biết. Thật sự đó, cái nhóm Bảo Lộc thì tôi cũng không rành, nhưng mà tôi nói theo những gì tôi biết ha. Tôi có coi một cái đoạn tape, bởi vì có một người forward để hỏi tôi. Tôi không đủ can đảm để coi quá 10 phút, tức là ở trong đó nói thai thánh thai gì đó, tôi chịu thua. Tôi chỉ biết như thế này, đây là những gì mà tôi nói nè. Thứ nhất, tôi biết rằng giáo phận Đà Lạt người ta đã điều tra và người ta đã ra những thư, và vì thế những thư này đến từ giám mục thì tôi hoàn toàn tin. Cái thứ hai, chỉ qua một đoạn clip mà tôi coi có 10 phút thôi, thì tôi vẫn không hiểu tại sao mà có những người tin, mà tin đây là thai thánh rồi không có ăn ở mà vẫn có con rồi đâu mà cưu mang tới 18 tháng. Tôi chịu thua. Thời buổi này thế kỷ 21 rồi mà đang còn nói những cái điều. Tôi nói thật, nếu được anh chị em làm ơn chuyển lời rồi tôi dùng về cho cái chị gì đó tôi không biết nữa. Nếu thật sự chỉ có đức tin, và nếu thật sự chỉ tin rằng đó là thai thánh, làm ơn đi thử DNA dùng coi thử có ổng trong không. Tôi chỉ xin chừng đó thôi. Tôi nói thật, tôi chỉ xin chừng đó thôi. Về coi thử. Bởi vì nếu trường hợp DNA thì có thể có hai giống trong. Và coi thử cái DNA kia nó nằm ở đâu. Cho nên tôi thấy nó, tôi chỉ biết trả lời như thế này. Giáo hội đã ra thư và giáo hội đã nói rằng đây là một nhóm lạc giáo. Và chỉ nguyên cái việc tôi coi có 10 phút là tôi thấy, đối với tôi cái nhóm này không phải chỉ lạc giáo, mà kém về kiến thức, kém về thần học, cố chấp. Và đây là một nhóm tôi không hiểu làm sao có thể thuyết phục được những người khác, ngoại trừ đối với tôi, đây là một việc làm tôi khẳng định của ma quỷ. Xin chào cha. Vâng. Con rất khâm phục cha, qua coi những cái YouTube con ngờ coi. Và hôm nay rất sung sướng được gặp cha ngay tại giáo xứ của chúng con. Vâng. Và con có một câu hỏi thế này. Gia đình con qua đây chỉ có con, chồng và một đứa con. Rồi mai sau khi con chết, con muốn là như vậy, là con chỉ đưa vô nhà xác và sau đó mời cha tới làm phép dầu và đi hỏa táng. Thưa, bởi vì con nghĩ vô nhà thờ chỉ có hai người chích khăn tang thì quá thế thảm. Và như vậy, con làm như vậy có tội hay không? Hết chưa? Dạ, thưa cha, hết. Rồi, vậy thì và con rồi. Và con có nên làm hay không? Rồi, xong chưa? Cho con câu nhì, câu rồi, hai tiếp, nữa. Tiếp. Dạ, thưa cha, là vào mùa chay thì giáo lý bắt buộc mọi người phải đi xưng tội. Nhưng mà cái thằng chồng của con á, thì hắn không chịu đi và hắn nói là cả đời anh không làm gì nên tội hết, anh không mắc tội gì thì mắc tội nào ra để đi sân. Thưa cha, làm như vậy có đúng không? Được rồi. Thưa cha, con cảm ơn cha. Cảm ơn chị. Bây giờ tôi trả lời cái câu hỏi thứ hai trước nhé. Chồng chị không phải là người duy nhất, và đó cũng là một trong những điều mà chúng tôi, những người lo về đời sống thiêng liêng của anh chị em, quan tâm rất nhiều. Tôi muốn nói đến giới trẻ mà tối hôm qua tôi nói rất nhiều về chuyện này. Một số các em trẻ ngày nay lớn lên mà nó không còn cái tiếng Mỹ gọi là sense of guilt, tức là nó không còn cái cảm giác cũng như là cái ý thức về tội. Cho nên khi mình nói con đi xưng tội, tôi đang nói giới trẻ, chứ còn cái thằng chồng của chị thì để lại đó ha. Cái giới trẻ đó khi mình nói đi xưng tội, nó trả lời là con có tội gì đâu mà đi. Và nếu chúng ta nói chuyện với nó thì chúng ta hiểu rằng nó không phải là một đứa xấu, nó cũng không muốn từ chối, nhưng thật sự trong thâm tâm nó không thấy gì có tội. Đây là một đại họa cho tôn giáo. Đối với chúng ta, những người làm cha làm mẹ và linh mục như chúng tôi, đây là một đại họa. Mà nhiều khi tôi nghĩ rằng anh chị em đừng có ở nhà đọc kinh rồi đi lên đây đọc kinh rồi đi về. Chúng ta phải có bổn phận chính trị ở trong đất nước này. Bởi vì chính hệ thống chính trị ngày nay đã biến cho con cái của chúng ta, tẩy não cho chúng nó thấy rằng tất cả những việc làm ngoài kia không có gì sai. Tại sao mày không làm?
Những người khác chỉ dạy cho mày sai là bởi vì họ không hiểu. Mà tôi nói ngay hệ thống chính trị bây giờ đấy nè. Hệ thống chính trị bây giờ, nếu chúng ta chỉ có cứ tới ăn rồi đọc kinh rồi đi về, là chúng ta sẽ trở thành nạn nhân và con cháu của chúng ta sẽ bị đức tin biến mất. Hôm vừa rồi ở bên California có dịp nói chuyện, tôi nói với ông bà bên đó, ông bà có biết rằng chúng ta ngồi đây đi đọc kinh, cầu nguyện, mà chúng ta có biết cháu của chúng ta bây giờ nó đang học lớp 2, lớp 3 đó, có biết nó học cái gì ở trong trường không? Không. Ngày xưa chúng ta đi học lớp 2, lớp 3 là chúng ta học được cái môn gọi là môn tập làm văn, có nhớ không? Giờ già quá quên rồi. À, tập làm văn. Tập làm văn là gì? Tả con chó hả? À, nhân dịp khai trường nhà em có mua một con chó, bắt đầu mình tả nó có cái đầu cái chân hả? Hay là ví dụ tả ông nội hả? Nhà em có nuôi một ông nội là khái vậy hả? Tập làm văn là để làm cho mình tập. Mà ở trong đó một trong những đề tài mà chúng ta luôn luôn đọc tới là gia đình. Tả gia đình. Gia đình tối về có ba mẹ ngồi ăn cơm xong, ba mẹ nói chuyện với chúng em. Ông thì ngồi làm cái gì đó hả, đánh cờ hay gì đó. Bà thì ngồi gì đó. Nghĩa là khi mà chúng ta nói về gia đình, bây giờ tôi nói gia đình, một cái đơn giản, con cái của chúng ta khi nói về gia đình nó tả. Trong gia đình khi nó đi học về có cha có mẹ rồi, nếu mà mở rộng chút thì có ông bà rồi chú bác rồi cái đại khái. Bây giờ chúng ta có nhìn mở cái cuốn sách của con cháu chúng ta học ra, biết nó định nghĩa gia đình là gì không? Gia đình là một nhóm của những người cùng một cái gì đó quyền lợi và có đồng trách nhiệm với nhau ở trong việc chia sẻ sống dưới một mái nhà. Họ có thể có con cái. Tại sao nó không dùng từ cha mẹ? Bởi vì luật bên đó cấm. Là bởi vì có những đứa đồng tính nó không phải là cha mẹ, nó vẫn là gia đình. Mà nếu chúng ta dùng cha mẹ là chúng ta kỳ thị nó. Anh chị em cứ ăn rồi đi ăn cơm rồi đi đọc kinh. Mà chúng ta đâu có biết con cháu của chúng ta là nạn nhân của những cái chế độ này. Ngay trong cái chính sách này và còn nhiều nữa. Nếu mà bây giờ tôi đứng tôi kể là hàng trăm thứ. Từ từ rồi những đứa con của chúng ta nó lớn lên làm thế nào để nó biết được đó là tội. Vì thế điều mà chúng tôi quan tâm là khi con cháu của chúng ta nó mất đi ý thức tội thì chúng ta không còn cách gì để nói nó đi xưng tội hoặc là đi sửa đổi. Bởi vì có sai đâu mà sửa. Nhưng mà riêng trong trường hợp của anh thì nó khác. Tôi nghĩ có thể thứ nhất là anh đơn sơ, mà thứ hai là anh cố chấp. Mà nếu trường hợp đơn sơ thì chúng ta còn có thể tha thứ được, nhưng mà nếu cố chấp thì chúng ta đầu hàng. Tôi kể chuyện đó, có một cái bài giảng tỉnh giảng ở trong cái buổi nghi thức hòa giải, tôi giảng ở Đại chúng viện. Và trước khi tôi đi ra giảng, tôi đang mặc áo thì một cha tới nói với tôi, Hi ơi, có chuyện gì tôi không nhớ, nó giảng ngắn ngắn. Mà tôi thì tôi giảng đã ngắn rồi, thường thường tôi giảng 1 phút, 2 phút. Tôi nói ngắn là bao nhiêu? Ông nói giảng ngắn ngắn thôi. Tôi nói 1 phút, 30 giây, 10 giây. Ông nói giảng ngắn ngắn rồi ông đi. Tôi không bao giờ quên. Hôm đó tôi giảng đúng 13 giây. Và 10 năm sau học trò tôi trở lại nó vẫn còn nhớ bài giảng. Bài giảng hôm đó là Thánh Gioan, ở trong thư thứ nhất của Thánh Gioan nói rằng những ai nói rằng mình không có tội là những người nói láo. Và những người đó nói rằng Thiên Chúa cũng là một người nói láo. Bởi vì Thiên Chúa đến để cứu mình vì mình có tội. Cho nên Thiên Chúa cũng là một đấng nói láo. Trong thư thứ nhất của Thánh Gioan. Thì sau khi đọc bài thư Thánh Thư xong ngồi xuống, tôi đi ra tôi chỉ đứng tôi nói đúng 13 giây. Tôi nói như thế này. Trong thế giới này có hai hạng người. Một là ngu. Hai là cố chấp. Ngu là họ không có khả năng để nhận diện những gì đang xảy ra. Không đủ khả năng. Cố chấp là bây giờ mình có nói gì nói họ không muốn chấp nhận. Nếu các thầy nghĩ rằng các thầy không có tội, một là các thầy ngu, hai là cố chấp. Tôi ngồi xuống. Và hôm đó tất cả mọi người đi xưng tội hết. Trong trường hợp của anh, tôi chỉ muốn nói như thế này. Có thể là anh không có đủ khả năng để nhận ra những cái gì mình làm sai. Chứ không phải là không sai. Và đó cũng là một trong những yếu tố, tôi dùng một cái từ gu đây là để tôi giảng thôi. Nhưng mà thật sự, mình phải có học hỏi, mình mới nhận ra được những điều mình làm sai. Bởi vì khi... Nên nhớ vô tri bất mộ, cái gì không biết thì không mến. Mà khi mình thiếu kiến thức thì lại càng làm cho mình trong đời sống đức tin và trong đời sống đạo
mình càng thiếu kiến thức thì mình lại càng sống ở trong một cái tình trạng mà tôi cho là tội nghiệp. Vì thế anh phải nên học hỏi thêm để biết rằng lời Chúa nói tương đối thôi, tôi nói chung đối, tương đối gay gắt, ngoại tình. Bây giờ tôi hỏi các anh các chị ở đây, tội ngoại tình nghĩa là cái gì? Có phải là bây giờ mình gọi là không có, mình bất trung với người phối ngẫu của mình, có đúng không? Vậy gọi là tội ngoại tình đó hả? Tôi nói thật, nếu như vậy thì còn xưa lắm. Bởi vì Chúa Giê-xu Ngài gay gắt hơn nhiều. Ngài nói những ai đi ra và chỉ cần nhìn người phụ nữ mà có ý phạm tội là đã phạm tội rồi. Tôi nói như vậy để thấy nếu chúng ta càng đi vào ở trong Kinh Thánh thì thấy rằng mình không thể nào sống trong một năm mà mình không có tội. Cho nên đây là một cái tội mang tính gọi là ignorance, tức là cái kiểu mà không có để ý tới. Ngoài ra nếu người đó là một người cố chấp, mà đã là cố chấp thì không bao giờ có tội. Ngay cả nó đi một cái ly nước mình để đó mà nó đá một cái, nó hỏi tại sao để cái ly đây, chứ nó không có bao giờ công nhận là nó đá cái ly nước đổ cả. Cho nên đối với người cố chấp thì chúng ta biết vua cũng phải thua thần không. Cho nên thôi, mình tôn mấy ông đó đặt qua một bên. Giáo hội không bắt chúng ta trong mùa này phải đi xưng tội, không phải đâu. Nhưng mà giáo hội bắt chúng ta mỗi năm ít là một lần rước lễ trong mùa phục sinh. Vì thế để rước lễ thì bắt buộc chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng. Cho nên việc xưng tội là một điều hết sức hợp lý để ít nhất chúng ta chuẩn bị tâm hồn rước lễ ít là một năm một lần trong mùa phục sinh. Cha, con kính chào cha. Hỏi to lớn lớn lên ạ. À. Cha, con kính chào cha và... À, còn câu thứ hai là cái gì? Thứ hai. Chị ơi, chị hỏi chị có tội hay không? Tôi nói có. Và có nên làm hay không? Thứ lên là không. Và chị biết cái tội của gì là tội gì? Tội của chị là tội gì không? Không phải là cái tội phạm về cái gì hết ở đây này. Cái câu chuyện của chị. Chị nói bây giờ đi ít bữa nữa là chị sợ vô nhà thờ chị có hai đứa bị tang thôi. Cho nên chị không muốn vô nhà thờ. Chị biết cái tội của chị là tội gì không? Tội của chị là tội không tin tưởng vào lòng thương xót của Thiên Chúa và không coi trọng việc chị có biết rằng ở trong nhà thờ này dù chỉ có một ông cha thôi. Dù chỉ có một ông cha, dù chỉ có một người. Thì mỗi một thánh lễ chúng tôi cử hành, chúng tôi gọi là một hành động tôn thờ của giáo hội. Đừng bao giờ nghĩ rằng ở đây đông người cho nên thánh lễ nó quan trọng hơn. Đừng. Chúng tôi có bổn phận phải đọc kinh thần vụ. Và kinh thần vụ chúng tôi đọc là chúng tôi đọc cho cả thế giới. Vì thế, mỗi một thánh lễ mà chúng ta dâng, ở trong đó có các thiên thần trên trời. Và vì thế chị ơi, chị đừng có lo. Chỉ có hai đứa nó đeo khăn tang, còn 200.000 thiên thần trên kia cũng đang đeo khăn tang cho chị đó. Cho nên đừng có hiểu sai về thần học. Và đừng coi thường những thánh lễ mà ở vùng quê chỉ có một ông cha, hay là những người lính mà chỉ có được ông cha tới làm cho nhanh mà đi. Thánh lễ đó và cái thánh lễ ở đây 10.000 người không có gì khác nhau. Không chừng bên kia thiên thần nhiều hơn ạ. Cho nên làm ơn đừng có làm như vậy nhé. Rồi xin hỏi đi. Rồi, hỏi đi. Cha con, kính chào cha. Con tiến hỏi cha là con dẫn một người trẻ khoảng 30 tuổi vô nhà thờ. Thì con, với lối con thì đồng tin thấy Chúa ở trên thập tự giá, thì người ta hỏi với con là tại sao đạo Công giáo lại tin Chúa chết treo như vậy. Nó cứ thành ra con không biết là con bắt đầu từ đâu để nói về đức tin cho cái người đó, con giống như là không có theo đạo ạ. Rồi, tôi muốn hỏi nè, cái câu hỏi là tại sao chúng ta tin Chúa chết treo như vậy? Đại khái họ hỏi về đức tin Công giáo đúng không? Dạ vâng, tại nhưng sao mà lại tin tôi hiểu. Cái một người chết treo trên thập tự giá như vậy? Người đó mấy tuổi? Dạ 30 tuổi mà chưa có biết đạo về Công giáo, không okay. Ngoại đạo. Dạ. Bây giờ tôi nói như thế này, tại cái câu hỏi của chị nó rất là khó. Tôi nghĩ người này đó thật sự không phải là tìm hiểu đức tin cho bằng, họ chỉ muốn mở mang kiến thức. Tôi đề nghị đó, chị nói với người này đó, nếu mà muốn hiểu đức tin đó, thì tôi cắt nghĩa. Mà đức tin thì nó khác à nha. Đức tin chúng ta không cần ngồi đó để lý luận. Một trong những điều mà tôi khuyên người ta khi muốn một ai tìm hiểu về đức tin, cắt nghĩa là chuyện phụ, lý luận là chuyện nhỏ. Đem họ đến nhà thờ với mình.
Một trong những việc mà chúng ta muốn gọi là kêu gọi mời gọi đức tin là làm thế nào mời họ đi, rồi khi họ tham dự với mình, vừa thánh lễ, vừa nấu ăn, vừa ăn, vừa chơi, rồi mình cắt nghĩa từ từ. Đó là những người tìm hiểu đức tin. Trong cái trường hợp của chị thì người này chắc cũng bao giờ chưa biết ông Giê-xu tên gì, ở đâu, chết làm sao. Cho nên trong cái trường hợp này nó thuộc về vấn đề kiến thức. Tôi thì tôi không biết, nhưng mà tôi nghĩ nếu được thì kiếm một cuốn sách gì cho người này nó đọc. Rồi khi nào họ bắt đầu có những cái dấu hiệu muốn tìm hiểu đức tin đó, thì việc đó nó hơi khác một chút. Chúng ta bắt đầu đưa họ vào nhà thờ, các sinh hoạt. Và từ đó, lúc đó chúng ta mới bắt đầu các nghĩa. Chứ không phải chúng ta đưa cuốn sách rồi các nghĩa trước. Bởi vì đức tin, nói theo lời của Thánh Gia-cô-bê, không việc làm là đức tin chết. Cho nên những người thật sự sống đức tin, họ không sống bằng lý thuyết và ảo, họ sống bằng cảm nghiệm thực sự ở trong các cộng đoàn. Nên kiếm cuốn sách cho họ đọc, tôi không biết cái đó. Yeah. Hỏi đi ạ. Dạ thưa cha, ở trong cho con hỏi là trong sách Sáng Thế Ký thì ở chương 1, sau khi Thiên Chúa dựng nên tất cả những tất cả trời đất vũ trụ và muôn vật thì Ngài mới nói là chúng ta sẽ cùng dựng nên con người theo giống hình ảnh của ta để cho con người cai quản mọi thứ. Thì nhưng mà Thiên Chúa thì lại là đấng vô hình. Vậy thưa cha, xin cha cách nghĩa dùm con đoạn là Thiên Chúa dựng nên con người theo giống hình ảnh Ngài. Vâng. Dạ, chúng ta phải nhớ cái từ của tiếng Việt mình á, dùng cái chữ á, gọi là hình ảnh ha. Ở trong cái tiếng của Hy Lạp á, thì nó có cái từ gọi imago. Thật sự hình ảnh hay là imago là một cái từ ngữ để diễn tả, bởi vì Ngài không có xác như mình. Cho nên khi mình dùng chữ hình ảnh, mình có thể hiểu đó là một phần của bản chất, một phần của bản năng, một phần của cái tính gì đó, đại khái mình hiểu gì cũng được. Nhưng mà trong cái từ nguyên thủy của nó đó, dùng dịch cái từ hình ảnh rất là hay, rất là đúng. Là bởi vì Thiên Chúa không phải hình ảnh theo cái lối là bây giờ đó. Đừng có hiểu theo cái lối hình ảnh là bây giờ tôi mập kiểu này, hay là anh chị ốm rồi mắt tóc vàng để con ra tóc vàng, không phải cái đó. Nhưng mà ở đây họ nói lên được hình ảnh là một cái phần gì nó không là Thiên Chúa. Bởi vì con người không thể nào có bản thể của Thiên Chúa được, không thể bao giờ có. Nhưng con người có thể có một chút gì cái hình ảnh của nó, hình ảnh thôi. Tức là nếu Thiên Chúa là một đấng có khả năng để yêu, có khả năng để suy nghĩ, có khả năng để lý luận, có khả năng để biết được thời gian, thì tất cả những cái này trong thần học chúng ta gọi đây là một hình ảnh. Nó chỉ là cái ảnh phản lại thôi, chứ nó không phải là bản chất. Bản chất thì bao giờ nó cũng nhiều hơn. Tại sao chúng ta nói như vậy? Thưa, bởi vì trong giáo lý Công giáo của chúng ta nói rằng con người siêu việt so với các con vật. Các con vật nhiều khi nó không có những cái, chẳng hạn biết về thời gian, nó không biết ngày mai, ngày mốt, nó không có cái đó, nó không có cái tính lịch sử, nó không có cái suy luận. Nhưng con người có, và vì thế cái từ mà dùng chữ hình ảnh là một từ dịch rất là chính xác. Và nó nói lên được chúng ta giống Thiên Chúa ở một vài những cái đặc nét. Ở trong đó, thần học bây giờ người ta bỏ ra rất là nhiều, không, giáo hội không có quy định là nó bao nhiêu điều, nhưng mà chúng ta cứ bỏ vào trong đó. Chẳng hạn, những cái đặc nét đó là mình có khả năng yêu thương, mình có khả năng để suy tư, lý luận, mình có khả năng để biết về thời gian, mình có khả năng để cùng nhau sống chung, tất cả những cái đó. Vâng, đó là hình ảnh. Con chào cha. Vâng. Con có một câu hỏi hơi đơn sơ một chút xíu. Vâng. Là tại sao Thánh Gioan Tông Đồ tự xưng mình là người môn đệ Chúa yêu? Vâng. Vậy như thế thì có phải Chúa Giê-xu thiên vị riêng Thánh Gioan hay không? Vậy thì 11 môn đệ kia thì làm vâng, sao? Vâng, vâng. Thật sự đó, khi mà chúng ta, cha mẹ sinh ra 5 đứa con đó, và thường thường cha mẹ thương thì đồng đều. Nhưng mà khi mà mình đi nói với người khác thì bao giờ mình cũng muốn khoe. Xin lỗi. Nhưng mà khi mình đi nói với người khác thì mình luôn luôn khoe mình là đứa con được cha mẹ cưng nhất. Thật sự hình lời mà Thánh Gioan viết đó là Ngài muốn diễn tả cho những người khác biết về Ngài. Đối với Ngài, cái nhìn của Ngài thì Ngài là môn đệ được Chúa yêu.
Nhưng ở đây tôi chỉ nói thêm một chút thôi, tôi nghĩ gì kiểu các cha với chúng tôi là những người không có việc gì làm thì mới đọc những cái cuốn sách mà anh chị em không có bao giờ tìm đọc. Đó là cách đây khoảng chừng 8 năm, 9 năm, người ta tìm ra một cuốn gọi là Tin Mừng. Và Tin Mừng này là Tin Mừng của Judas Iscariot. Trong cuốn Tin Mừng này người ta tìm được, nó viết bằng tiếng Syriac khoảng chừng năm 200. Tức là những người mà gọi là theo cái trường phái của Judas Iscariot. Cái cuốn đó nó cũng không có dài, nó dài hơn phúc âm của Marco một chút xíu thôi. Nhưng mà tôi muốn nói như thế này, trong cái cuốn Tin Mừng của Judas Iscariot mới vào đó thì ông nói ngay, ông là người được Chúa Giêsu yêu nhất trong số 12 người. Ông khẳng định ông là người được Chúa yêu. Và tôi nghĩ rằng cái chuyện đó cũng có lý, mà những người khác cũng thấy như vậy. Việc ông nói rằng Chúa Giêsu thương ông hơn những người khác rất là có lý. Tôi nói nè, chúng ta không có bao giờ đem tiền đưa cho một người mà mình không tin. Bất cứ vào một cộng đoàn nào mà tìm được một chị thủ quỷ, hay là khi chúng ta đứng lại buôn bán với nhau mà giao cho một người lo tiền, thì tôi nói thật á, mình không biết người đó gian dối như thế nào, nhưng mà trước mắt với cái nhìn của mình, nhất là khi mình làm chung, thì mình phải đồng ý rằng đây là một người thành thật, dễ thương, thành thật, không ăn gian nói dối. Bởi vì nếu không thành thật thì chúng ta không giao tiền. Điều mà chúng ta biết là gì? Chúa Giêsu giao cho Judas giữ tiền. Như vậy, việc ông viết ở trong Tin Mừng của ông là người được Chúa yêu nhất, có thể đúng, mình không biết. Ở trong đó ông cũng có nói đến việc là ông nghĩ rằng là Chúa sẽ tự giải thoát không, mà không ngờ là Ngài bị bắt rồi Ngài chết, đại khái như vậy. Cho nên mỗi một người khi họ viết thì họ dùng cái từ ngữ, nhưng mà riêng cái từ ngữ của chị dùng tôi muốn đưa lại một cái nét. Thánh Gioan là người không bao giờ dùng từ tông đồ ở trong phúc âm của Ngài. Từ tông đồ ở trong tiếng Hy Lạp là apostelion, apostelion. Apostelion có nghĩa là động từ của nó apostelia, có nghĩa là sai đi, có nghĩa là gửi ra. Vì thế, trong phúc âm của Matthew, ông bắt chước ông Luca, nhưng ông Luca rất là rõ ràng. Khi mà tới đó, gọi người tới đó để đi học đó, thì mình dùng cái chữ là disciples, tức là disciples, tức là môn đệ. Môn đệ là người để tới học thôi. Nhưng mà sau thời gian học rồi, Chúa Giêsu dạy dỗ xong rồi, bắt đầu Ngài mới sai đi. Thì khi Ngài sai đi, apostelia, tức là sai đi, thì ông Luca ông dùng cái từ là tông đồ. Cho nên tông đồ là người được sai đi. Mà Thánh Gioan thì không bao giờ Ngài dùng từ đó. Trong phúc âm của Gioan không có từ tông đồ, Ngài chỉ có từ môn đệ thôi, disciples. Cho nên cái từ môn đệ ở đây, Ngài chỉ nói Ngài là được một môn đệ được Chúa Giêsu yêu. Mà tôi tin rằng ông Phêrô, ông Judas Iscariot, ông nào mà một khi viết, họ cũng viết y như vậy. Tại sao? Bởi vì tôi tin rằng đây là một điều đúng. Bởi vì chính Đức Giêsu khi Ngài sống, có thể Ngài đã tỏ ra tình cảm của Ngài, yêu thương của Ngài chia đồng đều cho tất cả. Và vì thế tôi nghĩ con cái của anh chị em, ba đứa mà nó đi ra ngoài sau khi anh chị em qua đời, nó sẽ nói nó là người được cha mẹ thương nhất. Nhưng mà nó quên một điều, mình thương nó đồng đều. Nhưng mà khi nó nhìn thì nó luôn luôn thấy như vậy. Thành ra chuyện đó không có gì lạ. Chỉ có một cái lạ là Thánh Phaolô, Thánh Gioan không bao giờ dùng từ tông đồ, Ngài luôn dùng từ môn đệ. Và tại sao? Từ môn đệ nó mang một cái ý nghĩa. Tôi nói có dài quá không? Cái từ môn đệ, disciples, nguyên gốc của nó mang tiếng là một học trò, là một người đến để chịu kỷ luật. Hay như ở trong tư tưởng của người Do Thái, đến để ngồi dưới chân của những thầy rabbi để mà học đó. Thành ra môn đệ là học trò đến để mà học. Mà một cái đặc biệt khi mà Thánh Gioan dùng cái từ disciples là môn đệ đó, là bởi vì cái môn đệ của ông Giêsu nó khác với môn đệ của mọi người mọi thời. Nó kỳ lắm. Ở Việt Nam mình cũng như ở tàu đó, mỗi một khi mà mình muốn đi học võ hoặc là học thuốc thì mình lên ở trên núi cao, vô cái chỗ nào mà càng sâu càng cao thì tốt, rồi mình đi lên để tầm sư học đạo, nghe chưa, nghe cái từ đó chưa, tìm thầy để mà đi học. Ở bên Hy Lạp, ở bên Roma, ở bên Do Thái cũng y như vậy. Ông Phaolô, ông viết rõ ràng ở trong thư gửi cho Galata, ông
tên là Benjamin, ở thuộc chi họ Benjamin, tên là Saul, hả? Rồi sau này đổi tên là Paulo. Hả? Rồi ông nói làm sao? Cha mẹ ông sinh ra ở bên Tarsus, tức là một cái miền của người Roma đô hộ. Ông là con cái của người Do Thái, nhưng mà ông sinh ra ở bên đó, giống như mấy đứa con của mình mà con Việt Nam mà sinh đất Mỹ này nè. Rồi ông lớn lên, ông nói được tiếng Hy Lạp, ông nói được tiếng Latin. Hả? Rồi ông về tới bên đất Do Thái, tức là giống mấy đứa nhỏ này về Việt Nam đó. Thì ông về, ông nói tiếng Do Thái, ông nói với người. Nhưng ông Phaolô có một cái đặc biệt. Ông nói cái gì? Ước ao của tôi là lớn lên, được về Jerusalem, ngồi dưới chân thầy Gamaliel để mà học, trở thành một người Pharisee. Có nhớ cái đoạn đó không? Mà có đọc đâu mà nhớ. Ông nói rằng khi ông lớn lên, ông muốn về thành Jerusalem, ngồi dưới chân của thầy Gamaliel. Mà Gamaliel là một thầy rabbi nổi tiếng trong thời kỳ của Chúa Giê-xu. Bởi vì ai mà được tìm tới mà học với ông thầy đó thì bữa này sau ra trường là nổi tiếng, là tôi học được thầy Gamaliel. Và chính thầy Gamaliel, chính rabbi Gamaliel là người mà khi ông Phêrô bị bắt đưa tới, rồi những người khác nói cái dân này là nó đi truyền một cái đạo mới, cái đạo ông Giê-xu, mình phải đem ra bắt. Gamaliel nói ngay, đừng đụng vào. Nếu thật sự là việc của Thiên Chúa thì con người không thể can thiệp được. Còn nếu nó chỉ là việc của con người, chớm chày gì nó cũng sẽ tan rã. Đó là câu nói vô cùng hay của ông Gamaliel để lại trong sách Công vụ Tông đồ. Nhưng mà cái từ disciples mà ông Gioan dùng và lý do ông dùng đó là bởi vì có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, chúng ta luôn luôn là một người đến để học từ Chúa Giê-xu muôn đời. Và vì thế có được sai đi thì cũng vẫn phải học. Cho nên ông không dùng từ tông đồ, ông dùng từ disciples, môn đệ, luôn luôn là môn đệ. Cái thứ hai, chỉ có một mình ông Giê-xu. Và trong lịch sử chỉ có một mình ông, một lần như ông là thầy đi tìm trò. Chưa bao giờ xảy ra. Thấy ông Phêrô và ông Andrê đang má lưới, hãy theo ta. Thấy ông Matthew đang là hãy theo ta. Thấy ông Gioan và Giacôbê, hãy theo ta. Đây là ông thầy đi tìm trò. Và chuyện này không xảy ra trong xã hội của Do Thái và Hy Lạp. Xã hội Do Thái và Hy Lạp giống xã hội Việt Nam là trò đi tìm thầy. Chỉ có một mình ông Giê-xu đi lựa người. Và chính thầy Giê-xu nói, không phải các con đã chọn thầy, mà chính thầy chọn các con và cắt đặt để các con đi đem lại hoa trái, và hoa trái các con tồn tại. Vì thế càng đi sâu vào cái từ môn đệ, mặc dù tôi có cái tính nói dông dài, chị không hỏi mà tôi trả lời vô duyên vậy đó, nhưng mà cái từ môn đệ rất hay, và nó nói lên được ý nghĩa của nó. Một ông thầy Giê-xu suốt đời chưa có ông học trò nào mà được chọn như vậy, ngoại trừ Giê-xu, để nói lên được đức tin của chúng ta, tin vào một đấng mà chính chúng ta là những người không phải chọn Ngài, mà chính Ngài chọn chúng ta. Amen. Một câu hỏi cuối cùng nha cha. Còn một câu hỏi nữa, hỏi đi. Vâng, hỏi đi ạ. Vâng. Ở trình kính cha, ngày hôm nay con được cha đến giáo xứ của chúng con, cho chúng con một cái đức tin trong cái bùa chay này cho nó được vững vàng. Lần thứ nhất, cái thứ nhất con hỏi cha rằng Cựu Ước và Tân Ước Chúa Giê-xu lập ra rất nhiều tông đồ, mà chỉ có 12 tông đồ là Chúa chọn mà là đàn ông. Ngày hôm nay con muốn hỏi cha cái vấn đề, cái chuyện Cựu Ước và Tân Ước mà các nơi, có nhiều nơi các cha nói rằng các tông đồ có cả đàn bà trong đó nữa, thì con không biết ở Tân Ước và Cựu Ước nó nằm ở cái chỗ nào để con đọc cho con hiểu thêm. Cái câu thứ hai, con hỏi cha rằng cái đức tin ngày hôm nay mà cha giảng, thì con mỗi một lần mà vào cái mùa chay này con đi tĩnh tâm thì con đều nghĩ đến một cái câu chuyện ở cái nước Mỹ này. Thứ nhất là người Việt Nam của chúng con sang đây, cha mẹ là bậc cha mẹ sinh sống, sinh dưỡng cho chúng con mà đưa chúng con sang đến đây để giữ cái đức tin. Mà chính cha mẹ đó, ông bà đó lại là cái người không có đức tin. Cái thứ nhất con dẫn giải rằng
cha mẹ, ông thì ở cái địa chỉ này, bà ở cái địa chỉ kia, để lợi dụng ăn cái tiền welfare food stamp hoặc là những các cái lợi ích riêng cho mình. Thì con muốn trình bày đến đây để xin cha cho con hai cái câu đó như thế nào để con giữ đức tin. Vâng, có hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là về vấn đề cựu ước, tân ước. Thật sự câu hỏi của chú không có rõ ràng, nhưng mà có người, để tôi lặp lại coi thử có đúng cái câu hỏi không. Câu hỏi là có cha nói rằng, có người nói rằng là Chúa Giê-xu chọn các tông đồ có cả nữ nữa, đó là cái chính đúng không? Hay là sao? Tại vì câu hỏi không có rõ ràng. Rồi, rồi sao nữa? Rồi, rồi, nhưng mà cái câu hỏi là cái gì ạ? À? Tại tôi không hiểu. À ok, vậy thì đâu có dính dáng gì tới cựu ước, tân ước đâu. Tại vì cái câu hỏi không hỏi. Bây giờ tôi nói như thế này. Thật sự trong luật giáo hội nó không có cấm. Và vì thế nếu trường hợp mà giáo hội địa phương, tôi nói đây là giáo hội địa phương nhé, nếu trường hợp mà giáo hội địa phương cho phép thì cứ việc làm. Nhưng chúng ta phải hiểu một điều như thế này. Cách đây 2000 năm, Thánh Phaolô đã đưa ra một câu trả lời tuyệt vời dành cho những tình trạng như thế này. Câu trả lời đó là khi người ta đến hỏi Ngài, thưa Ngài, chúng tôi có được ăn đồ cúng không? Đồ cúng là gì? Đương nhiên họ bên đó không phải như Phật giáo chúng ta thôi, nhưng họ cúng cũng tương tự. Đồ cúng là khi họ đến với các thần linh, đa số là thần của người Hy Lạp, thì họ đến họ cũng để đồ ăn, hoặc là trái cây, hoặc là thức ăn. Rồi những người, nhất là những người Roma thời kỳ đó, họ là những người tin dị đoan một cách kinh khủng, không phải là Kitô hữu nhé. Người Roma tự bản chất ngày xưa là một thế giới tin dị đoan kinh khủng. Cho nên mỗi một khi họ nghĩ rằng khi mình đụng tay vào những cái đồ ăn cúng đó, tức là của tụi Hy Lạp đó cúng hoặc là của những người khác cúng, thì nếu mình không theo tôn giáo là mình sẽ bị phạt. Và cái niềm tin của người Roma rất là vững chắc. Đây tôi nói về người mê tín dị đoan. Khi những Kitô hữu, người ta đã trở lại người Kitô hữu rồi, trở thành những Kitô hữu, thì nhưng mà gia đình của họ nhiều khi vẫn còn là những người chưa phải Kitô hữu, rồi những người họ cúng. Vậy thì người thời kỳ đó đặt một câu hỏi cho Thánh Phaolô, chúng tôi có được ăn đồ cúng không? Thánh Phaolô trả lời, tùy. Bởi vì không có luật nào cấm. Nhưng Ngài nói, việc ăn hay không đó là do anh chị em coi thử có nên hay không. Bởi vì nếu trường hợp việc ăn của mình trở thành một cớ vấp phạm cho người khác thì đừng ăn. Còn nếu trường hợp mình ăn mà nó không nên một cái cớ gì khác thì cứ việc. Ở trong đời của chúng ta có những việc có thể làm, không có nghĩa là nên làm. Và vì thế những việc như thế này nó không đúng không sai nếu giáo hội cho phép. Tuy nhiên ở trong hoàn cảnh của giáo xứ, ở trong hoàn cảnh của địa phương, câu hỏi đặt ra không phải là có được hay không, mà câu hỏi đặt ra là có nên hay không. Và cái đó nó nói lên sự khôn ngoan của Thánh Phaolô cũng như sự khôn ngoan của cộng đoàn dân Chúa trong mọi công việc. Vì thế đừng bao giờ quên một nguyên tắc: những việc có thể làm chưa hẳn đã là nên làm. Câu thứ hai, nếu trường hợp mà các bà sống đức tin rồi họ sống mà không có một cái gương sáng, thật sự hai cái này nó không đi với nhau. Nhưng mà thôi thì tôi trả lời luôn, xã hội nào ở đâu chúng ta cũng có tội nhân cả, và có những tội nhân họ phạm những tội trọng tội. Bởi vì khi chúng ta phạm một tội mà chúng ta biết đó là tội trọng, chúng ta có một ý thức đầy đủ và chúng ta cố tình để vi phạm, thì tội đó trở nên trọng. Nếu chúng ta phạm mà mình không biết chuyện đó là một điều hết sức quan trọng, rồi mình không có một kiến thức đầy đủ về việc đó, và mình cũng không được tự do, mình say say xỉn xỉn, thì tự nó đã không cấu thành một trọng tội. Ngay cả khi chúng ta phạm tội thì đối tượng để phạm tội và hoàn cảnh để phạm tội cũng như là mục đích đó, hoàn cảnh, đối tượng, tất cả nó cắt nghĩa được cái tầm quan trọng của tội. Ví dụ như bây giờ đó, Huỳnh nó đứng đây, tôi thấy này có ông đẹp trai, nhưng mà tôi không thích nó, cho nên tôi tới tôi tát nó một cái. Tôi sai có đúng không? Đương nhiên là tôi sai.
Nhưng mà tội tôi nhẹ. Hãy tưởng tượng bây giờ đó, có bác nào đang ngồi trên xe lăn dưới kia kìa, mà tôi tát một cái y như vậy. Chỉ có cái khác nhau là hai người thôi. Thì cái tội của tôi đối với cái người, cái đối tượng đó nó hoàn toàn khác. Nếu trường hợp mà tôi tát cha phó ở đây thì tôi xuống hoa ngục ngay. Nhưng mà tôi tát huynh thì nó đỡ. Tôi nói về để thấy, ở đâu cũng có các tội nhân, và đó là một trong những điều khi chúng ta dâng lễ, bao giờ chúng ta mới bắt đầu, chúng ta mời gọi mọi người, rồi chúng ta tôi thu nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội trong tư tưởng lời nói, chúng ta tất cả phạm tội. Vì thế cái câu hỏi này nó không phải là sống đức tin như thế nào hay không, mà tôi chỉ nói rằng đúng, có những người chúng ta đáng là Kitô hữu đây, và chúng ta phạm nhiều tội nhiều cách khác nhau chứ không phải chỉ có cách đó. Điều quan trọng tôi muốn nói là nếu trường hợp mình biết rằng những việc làm của mình là không đúng và đó là tội, thì mùa chay là mùa kêu gọi mình sám hối. Nó không phải chỉ đơn giản ở việc là chúng ta khai rồi ăn cái này cái kia, mà nó còn hàng trăm hàng ngàn thứ mà chỉ có chúng ta mới biết là mình đang làm gì thôi. Thưa cha, cho con hỏi là mình có nên treo tượng thánh giá với lại các thánh ở trong phòng ngủ không? Tại vì nhiều khi mình thay quần áo ở trong phòng như vậy thì có bất kính không ạ? Không đâu chị, cứ việc treo đi, không sao hết. Bởi vì cái tượng, việc mà mình treo hình ảnh tượng đương nhiên cũng chọn những nơi thánh. Đây là một cái câu chuyện có thật để tôi kể để chúng ta hiểu được. Đôi khi mình áp dụng cái sự tưởng tượng trí của con người nhiều quá hả? Khi tôi mới chịu chức linh mục làm phó sứ thì có một cái bà người gốc Mễ Tây Cơ. Bà đi lễ ở nhà thờ tôi một tuần 2-3 lần thôi. Bà đi 2-3 nhà thờ, cứ lễ xong bà chạy đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà có một cái lạ là khi đi vào nhà thờ đó thì không nói, lễ ngày thường khoảng bà đi cũng vài lần, cứ đi vào thì đi. Xong lễ bà đi ra như thế này, bà không có chịu quay lưng lui. Thì một ngày kia tôi nói với bà tại sao như vậy. Bà nói bởi vì bà sợ là bà quay lại cái mông lên trên bàn thờ bất kính. Thì tôi nói không sao đâu, Chúa nhìn thấy hết mọi sự mà. Nhưng mà cũng không sao, bà cũng không chịu. Thì thôi tôi cứ để bà, tôi thấy bà cũng lớn tuổi rồi. Một ngày kia vừa mới lễ xong, tôi mới ở trong phòng áo, thì tôi nghe la la la. Tôi chưa có kịp thay áo tôi chạy ra, thì bà đi lùi mà có một cái thằng bé khoảng gần 3 tuổi. Nó chạy làm sao bà vấp, mà may bà không đè lên, chứ nó bà mập bà đè lên là nó chết rồi. May một cái là bà đi bà vấp, thì bà đè lên cái chân của nó mà nó khóc thét lên. Mẹ nó chạy tới bồng lên, mà tôi nói cũng may thằng nhỏ không gãy chân. Tôi nói ngay với bà không nghe tôi thì Chúa Thánh Thần xuống để dạy cho bà. Và từ đây đó, nếu mà bà mà cứ đi như vậy, có ngày bà sẽ đè chết mấy đứa nhỏ. Rồi thôi thì bà cũng nghe. Từ đó bà không có đi nhà thờ, tôi thường xuyên nghĩa lâu lâu đi một lần. Khi nào mà bà thấy có tôi đó, thì bà cũng không có đi ra, chờ cho đến khi mà tôi đi rồi thì bà mới, tôi không biết bà đi cách nào. Nhưng đến một ngày kia thì bà đau thì tôi đi đưa mình Thánh Chúa. Và tôi biết bà này cứng đầu, tôi chỉ muốn cho bà hiểu thôi. Bà sống một mình cho nên bà có một cái căn apartment, một phòng của chính phủ cho housing. Mà bởi vì bà yếu chân cho nên họ một cái dãy apartment 3 phòng thì bà ở lầu dưới. Rồi tôi đưa mình Thánh Chúa, tôi nói chuyện với bà. Và cuối cùng thì trước khi tôi về, tôi chỉ nói với bà như thế này. Tôi biết là ở trên đó apartment một phòng là dành cho mấy người già, còn trên cái 2-3 phòng là dành người trẻ hả? Tôi nói bà có biết là bà ở dưới tầng này là bà bất kính lắm không? Bởi vì có mấy đứa nó đi trên đầu Chúa ở trên á. Bà mới giật mình. Tôi nói vậy thì bây giờ bà phải tìm cách bà lên cho được tới lầu 3, mà bà lên tới trên nóc bà ở luôn. Chứ mà bà ở dưới tầng người ta là không được. Bởi vì là có người nó đi trên đầu mình. Không, tôi nói đơn giản cho vui vậy thôi, nhưng mà thật sự như thế này. Cái lòng sùng kính nó đến từ cái tâm hồn của mình. Và mình là cái người quyết định nơi nào là nơi đáng kính, nơi nào là nơi tôn nghiêm. Và những cái đó nó quan trọng. Còn việc mà chúng ta treo hình ảnh ở trong phòng ngủ, nó cũng là một cái nhắc nhở cho chúng ta hả? Sự tử nạn cũng như sự hiện diện của các thánh. Và nó cũng nhắc nhở cho chúng ta rất nhiều ở trong đời sống đạo đức của mình. Vì thế đừng có lo tới những cái hình ảnh mình treo những cái nơi cung kính như vậy, không sao đâu. Dạ, thưa cha, con muốn hỏi Chúa đã chọn con như thế có phải là một định mệnh hay không? Bởi vì những điều tốt lành xảy đến trong cuộc đời của mỗi người có thể mình không biết để cảm ơn Chúa, nhưng những thất bại, những đau đớn của cuộc đời chúng ta lại nói rằng Chúa đã định.
Như thế người Công giáo của mình sẽ hiểu cái chữ định mệnh như thế nào? Vâng. Dạ, con xin hỏi. Trước hết, nói theo tư tưởng của văn hóa Việt Nam, chúng ta đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách lẫn trời gần trời xa. Quan niệm đó chúng ta không được tin ở trong Kitô giáo. Và vì thế với cái tư tưởng mà định mệnh đó, tức là đã hay mua cái gì đó, cái kiểu mà Nguyễn Du nói là cái kiểu mà ông trời đã định, chúng ta không thay đổi được, gọi là số phận đó, thì Công giáo không cho phép chúng ta tin. Và lý do tại sao? Chúng ta phải hiểu Thánh Phaolô có nói đến vấn đề tiền định, nhưng cái tiền định này nó khác hoàn toàn với sự quan phòng, hai điều khác nhau. Tiền định là khi Thiên Chúa định như vậy hả, đã mang lấy nghiệp vào thân thì đừng có trách nữa hả, hay là ngẫm hay muôn sự tại trời, trời kia đã bắt làm người có thân, bắt phong trần thì phải phong trần, cho thanh cao mà tới được phần thanh cao. Nói như vậy có nghĩa là ông trời ông đã tiền định và bây giờ mình có làm gì cũng không thay đổi được. Người này sướng thì cứ như vậy sướng, người này cực cứ như vậy cực. Chúng ta không được phép tin ở trong thần học Công giáo. Lý do tại sao? Thưa, bởi vì Thiên Chúa của chúng ta không thể tiền định được, bởi vì khi tiền định chúng ta không còn tự do nữa. Mà căn bản của đời sống đức tin Công giáo là tự do. Bởi vì nếu không tự do thì chúng ta không hoàn toàn chịu trách nhiệm cho những việc mình làm, việc tốt cũng như việc xấu. Nếu không tự do thì việc tốt không phải là công trạng của mình, việc xấu không phải là tội của mình. Vì thế tự do là cơ bản để chúng ta sống đức tin. Nhưng chúng ta tin rằng Thiên Chúa quan phòng. Quan phòng nó khác với tiền định. Tiền, tôi nói ví dụ, cha mẹ khi mình có một cái khả năng để tiền định cho con cái mà sau này nó làm bác sĩ hay là làm kỹ sư, thì mỗi một ngày nó đi tới trường, mình đi theo, mình cầm tay nó để mà viết. Rồi khi nó đi học, nó học trường nào, nó làm cái gì, mình là cái người làm cho nó. Và cuối cùng nó thành bác sĩ, kỹ sư, bởi vì nó không thể thay đổi được. Thiên Chúa không làm như vậy, bởi vì con người không có tự do. Nhưng cha mẹ có thể quan phòng. Một bên mình gọi là tiền định, determinism ở trong tiếng Anh. Quan phòng là providence. Một bên mình lo lắng. Ví dụ, nó đi học thì mình nấu cơm, mình lo cho nó. Nó đi vào trường y thì mình sẵn sàng đóng tiền. Những cái gì nó cần, quần áo hoặc là sách vở mình mua, cái đó gọi là quan phòng. Mình lo lắng hết để tự nó quyết định nó đi tới cái ngành mà nó muốn. Thiên Chúa ở trong đời chúng ta, Ngài không tiền định cho chúng ta được, bởi vì làm như vậy chúng ta không còn tự do. Nhưng Ngài luôn luôn tạo cho chúng ta mọi hoàn cảnh để trong hoàn cảnh đó, trong bối cảnh đó, chúng ta sống đức tin và chúng ta làm với cái quyết định của mình những điều gì tốt nhất, đẹp nhất. Nên nhớ, một trong những điều mà chúng ta hiểu lầm là luôn luôn cho rằng những việc này thất bại, đau khổ rồi chúng ta thấy bất hạnh. Nhưng tất cả những danh từ chúng ta nói đôi khi nó hoàn toàn vô nghĩa khi chúng ta hiểu về thần học hoặc là hiểu về đời sống đời sau. Chúng ta cho rằng mình đau là một cái bất hạnh, mình thất bại là một cái bất hạnh. Nhưng nếu chúng ta đi sâu vào đời sống đời sau, đi sâu vào đời sống cứu rỗi, thì biết đâu việc đau đớn và việc thất bại là một điều kiện để chúng ta sống xứng đáng một con người tốt hơn. Biết đâu sự giàu có và thành công sẽ đưa chúng ta xuống hỏa ngục. Vì thế, đừng hiểu, đừng áp dụng những điều chúng ta hiểu với các cách hiểu của xã hội và con người cho Thiên Chúa. Tóm lại, tôi chỉ muốn trả lời anh như thế này. Cuộc đời của chúng ta được Thiên Chúa quan phòng, nhưng Ngài không thể tiền định, bởi vì nếu tiền định, chúng ta không còn tự do để sống. Mà nếu chúng ta không còn tự do để sống, thì việc Thiên Chúa phạt chúng ta là một điều vô lý. Và việc Thiên Chúa thưởng chúng ta là một điều cũng vô lý, bởi vì chúng ta chẳng có công trạng gì. Cho nên Thiên Chúa quan phòng và chính chúng ta là người quyết định cho đời mình. Xin mời chị ở trên lầu 2. Thưa cha, cho con hỏi về phân biệt diện giáo dục, làm cách nào để giúp cho người trẻ ngày nay chọn đức tin trong khi tác động xã hội ngày nay đã làm họ đi lạc đức tin Công giáo của mình? Ồ, cái này thì khó quá chị ơi, tôi cũng không biết luôn. Là bởi vì thật sự bây giờ giáo hội đang quan tâm rất nhiều, mà nhất là đối với người trẻ. Chỉ có điều là không phải ngày nay, mà từ thời ông A-dông, bà Eva cho đến bây giờ, thời nào cũng vậy. Tuổi trẻ, tiếng Mỹ nó gọi là rebellious age. Tuổi trẻ là một cái tuổi có tính cách bạo loạn, có một tính cách muốn làm cách mạng. Bao giờ họ cũng tìm cái gì khác với cái họ đang có.
Cho đến khi già một chút rồi bắt đầu mới calm down, bắt đầu mới cảm thấy bình an trở lại. Chứ không phải tuổi trẻ ngày nay nó khác với tuổi trẻ ngày xưa đâu. Ngày xưa các ông bà già đang ngồi đây, khi vừa lớn lên, cha mẹ họ cũng nói những câu tương tự. Những đứa này bây giờ nó muốn đi ra ngoài phòng luân lý rồi, nhưng nó làm những cái điều mà cha mẹ không ưa thích. Nhưng mà cái câu hỏi của chị là làm thế nào để cho các bạn trẻ chọn lấy đức tin? Bởi vì các bạn ngày nay đang bỏ đức tin nhiều. Thật sự đây là một câu hỏi rất khó, nhưng mà tôi chỉ nói như thế này. Đối với những người làm cha làm mẹ và đối với chúng ta là những người có phụ trách về giáo dục, đừng nản lòng, đừng thấy một số các em bỏ đạo không đi lễ mà cho rằng đây là sự thất bại của mình, chưa hẳn. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn luôn hy vọng và chúng ta cứ cố gắng làm những gì mình đang làm. Nếu một lúc nào đó chúng ta mất hy vọng thì ngay cả chúng ta cũng không sống đức tin, làm sao mà các em nhìn vào gương mình được. Cho nên điều đầu tiên trên hết và trước hết là chính chúng ta phải vững tin và phải sống đức tin. Điểm thứ hai, tôi biết là các em ngày nay không đến nhà thờ và không chọn đức tin theo cái lối định nghĩa của mình, nhưng không có nghĩa là các em không có đức tin. Trong các cái bài tìm hiểu của xã hội học, người ta cho rằng bạn trẻ ngày nay họ khao khát đời sống thiêng liêng lắm. Chỉ có điều đời sống thiêng liêng mà họ khao khát nó không giống như những cái mà mình cung cấp. Đương nhiên nó còn bị sai lệch rất là nhiều. Vì thế cho nên chính chúng ta, nhất là chúng tôi những người giáo dục, chúng tôi cũng phải hiểu để có thể cung cấp cho các em một cái đời sống thiêng liêng, thỏa mãn được cái khao khát của các em. Trong một cái bản tổng kết về tâm lý, cũng cả cách đây hơn 10 năm rồi, 2008 và 12 năm, 11 năm rồi, người ta nói rằng người thời nay khao khát về đời sống thiêng liêng nhiều hơn là những người cách đây 50 năm, 60 năm. Đơn giản, bởi vì những người trước đây, tức là cha mẹ của chúng, ông bà của chúng, những người đó họ có niềm tin vào tôn giáo, và vì thế việc khao khát thiêng liêng họ cảm thấy bình thường, bởi vì họ tìm được những khao khát đó trong cái cuộc sống hàng tuần, hàng ngày. Ngày nay, các em nó không màng tới, nhưng khi nó cần thì nó không tìm ra. Cho nên cái sự khao khát về đời sống thiêng liêng của các em ngày nay rất cao, chứ không phải là không có. Mà như tôi nói, chỉ có điều cái mình cung cấp nó không thích, bởi vì nó cảm thấy bị vướng mắc. Đương nhiên mình cũng phải giáo dục nó. Và cái điểm cuối cùng, chúng ta cũng phải hiểu là chúng ta đang sống trong xã hội, mà cái xã hội hiện tại nó làm băng hoại đầu độc các em rất nhiều. Và vì thế chúng ta cũng phải có bổn phận làm thế nào để thay đổi môi trường và cái bối cảnh của xã hội chúng ta đang sống. Một trong những điều mà tôi cứ nhắc nhở anh chị em là thi hành quyền công dân. Mình đang sống trong một đất nước tự do dân chủ, mình nên thi hành quyền công dân của mình để mình bầu lên những người nói tiếng nói của mình. Khi mình không có những người đại diện nói tiếng nói của mình thì những người khác họ sẽ nói tiếng nói của họ, mà tiếng nói của họ đôi khi đi ngược lại với giá trị luân lý và đạo đức mà chúng ta đang tôn thờ Thiên Chúa, hay là chúng ta đang tin vào giáo hội. Vì thế đừng nản chí, nhưng là một công dân chúng ta cũng phải thể hiện quyền công dân của mình bằng cách tìm những người nói trúng tiếng nói của mình. Riêng đối với các em, đừng có nghĩ rằng vì nó không đi nhà thờ cho nên nó mất đức tin. Tôi tin chắc chúng ta cứ cố gắng dạy cho các em còn khi nhỏ, và đức tin nó vẫn còn, niềm khao khát của nó vẫn còn. Chỉ có điều chúng ta cũng, bây giờ thì tôi không có câu trả lời, nhưng tôi tin là chúng tôi cũng như anh chị em đang cố gắng, và việc mà mình sống đạo hoặc là những cái cung cấp về đời sống đức tin của những nhà giáo như chúng tôi cũng sẽ giúp đỡ cho các em, nếu không lúc này thì lúc khác. Nhưng chắc chắn một điều, các em không có mất đức tin đâu. Các em đang mong đợi rất nhiều, nhưng mà chỉ có các em đang còn cố chấp và nó chưa chấp nhận, bởi vì cái bầu khí chính trị cũng như xã hội đang đầu độc nó mà thôi. Vâng. Thưa cha, một gia đình sau khi đã qua đời rồi thì ở một cái thế giới bên kia họ có nhận ra nhau là đây là cha mẹ tôi, đây là con cái tôi không? Cảm ơn chị. Bắt buộc phải nhận ra nhau, bắt buộc phải nhận ra nhau, và đây là giáo lý Công giáo. Tôi cũng không hiểu là nhiều khi chúng ta nghĩ rằng nếu trường hợp chúng ta sau này mà không nhận ra nhau thì tại sao chúng ta phải đối xử tốt với nhau ở đây làm gì?
Chúa Giêsu nói một ly nước mà chúng ta cho làm một trong những điều mà chúng ta làm cho một trong những anh chị em bé mọn nhất là chúng ta làm cho ta. Câu hỏi thì rất là khó và dài, nhưng mà tôi chỉ trả lời vắn tắt cho chị như thế này. Cuộc sống đời sau của chúng ta nó bắt đầu từ đời này, và cũng có lúc tại đây tôi cắt nghĩa về sự sống đời đời rồi. Chúng ta là những người được tạo dựng để có sự sống đời đời. Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta nên để rồi quăng chúng ta vào trong một cái sự gọi là tiêu tan. Nihilism nói theo kiểu tiếng Mỹ đó, hoặc là tiếng Latin nihil, tức là rồi đây nó tiêu tan, nó tiêu biến, không còn gì cả. Không. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta để chúng ta tồn tại và tồn tại muôn đời. Rồi đây chúng ta sẽ được kết hợp với Thiên Chúa. Và bởi vì chúng ta tồn tại muôn đời, đời đời, cho nên nó bắt đầu từ bây giờ. Cuộc sống đời đời nó bắt đầu từ đây và nó kéo dài mãi mãi. Cuộc sống đời sau thì nó mới bắt đầu đời sau. Nhưng mà cuộc sống đời sau là một phần của cuộc sống đời đời, bởi vì nó có đời này cộng với đời sau. Vậy thì trong giáo lý Công giáo nói làm sao? Chúng ta bắt buộc phải nhận ra nhau. Những gì mà tôi dành cho anh chị em một nụ cười, một ly nước lã, những gì tôi làm cho anh chị em sinh hoạt trong cộng đoàn, hy vọng rồi đây chúng ta sẽ cùng tìm nhau, thấy nhau trên thiên đàng. Và hy vọng lúc đó tôi nhận ra lại anh chị em cũng ngồi như vậy ở trên đó. Bởi vì tương quan của chúng ta không phải bị cắt đứt sau khi chúng ta chết. Như tôi nói, cuộc sống của chúng ta là cuộc sống đời đời, mà cuộc sống đời đời nó đã có, nó đang có. Nếu chúng ta hiểu rằng cuộc sống đời đời nó chỉ bắt đầu ở đời sau thì chúng ta sai. Bởi vì như vậy thì phần cuộc sống ở đây chúng ta cắt bỏ sao? Cho nên Chúa Giêsu sau khi sống lại, đương nhiên Ngài có một thân xác hoàn toàn mới, nhưng các tông đồ nhận ra nhờ dấu đanh, các tông đồ nhận ra nhờ dấu hiệu bẻ bánh. Thì rồi đây trên thiên đàng chúng ta nhận ra nhau không phải chỉ có gương mặt của mình, bởi vì một con người nó đâu chỉ có phải gương mặt. Cái gì tạo nên lịch sử của một con người? Tôi đứng đây có một cái chiều cao 5'8" rồi có một cái chiều nặng như thế nào, cái đó chỉ là một phần. Bên cạnh đó tôi còn có một cái lịch sử rất là dài, học ở đâu, lớn lên mấy tuổi, thích ăn gì, thích nghe nhạc gì, đi chơi với ai, bạn bè thế nào. Tất cả những cái đó nó là một cái đặc nét của tôi chứ không phải của người khác. Vì thế khi gặp lại bạn bè, đôi khi tôi bây giờ phẫu thuật sửa mặt mày lắm mới được như thế này chứ không ngày xưa nó có được như vậy hả? Đi bơm căng lắm nó mới ra vậy đó hả? Nhưng mà ngay cả khi tôi sửa lại, chỉ cần giọng nói của tôi chỉ cần gửi lại một vài kỷ niệm là người khác nhận ra tôi. Bởi vì cái mà tạo nên tôi không phải chỉ có vấn đề thể lý, đây chỉ là một phần nhỏ. Nó còn tạo ra nhiều cái khác, kỷ niệm rồi, những cái ưa thích, những cái nhạc, màu, tất cả những cái gì đó. Cho nên rồi đây chúng ta trên thiên đàng, không phải mình chỉ nhận ra nhau bằng những cái hình thức có tính cách thể lý, mà rồi đây những người thích cười, những người thích giúp đỡ người khác, có những người thích đùa giỡn, tất cả những cái đó là một phần căn tính của anh chị em. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đó, y như chúng ta đang ngồi ở đây. Xong rồi thế này nhé. Thưa cha, mẹ chồng con được rửa tội cách đây vài năm thôi, mà lúc đó bà đã trên 80 tuổi. Cha xứ không cần không qua một cái lớp dạy giáo lý nào cả mà rửa tội ngay. Thì cái lần đó, cái cuộc phục sinh con rủ mẹ con xưng tội, thì mẹ con trả lời rằng mẹ đâu làm gì đâu có tội, thì xin cha giải thích cho con. Vâng, thật sự để giải thích thì tôi nói như thế này. Mẹ chồng của chị rất là thành thật, rất là thành thật, chứ không phải có một hình thức gì láo đâu. Bởi vì thật sự bà chẳng nghĩ bà có gì tội cả. Đơn giản bởi vì bà chưa hiểu thấu đáo về giáo lý Công giáo. Cho nên cái tội của bà không phải là bà không có tội để mà xưng, mà cái tội của bà là bà chưa hiểu thấu đáo về giáo lý. Bởi vì đối với bà có thể bà nghĩ rằng tội là phải đâm người này, chém người kia, ăn cắp, ăn trộm. Mà bà đâu có làm. Ngay cả con cái chúng ta ngày nay, một số khi chúng ta nói nó đi xưng tội, nó nói con chẳng có tội gì xưng. Không phải bởi vì chúng nó nói láo, mà bởi vì nó đã, tiếng Mỹ gọi là lost a sense of guilt, tức là nó mất đi cái ý thức về tội. Đối với mẹ của chị thì bà ta chưa hiểu giáo lý rõ. Đối với tuổi trẻ ngày nay thì chúng nó mất cái ý thức về tội. Và vì thế khi mình nói nó đi xưng tội, nó nói nó có tội gì đâu mà xưng.
Bởi vì nó nghĩ rằng tội là phải đâm người này chém người kia. Còn bây giờ hai đứa thương nhau dẫn nhau vô trong phòng ngủ, nó không phải là tội, bởi vì nó không hại ai. Ý thức về tội của nó đã không còn nữa. Cho nên để mà sửa đổi thì tôi nói như thế này: trong trường hợp của các em thì chúng ta phải dạy cho nó biết tội là khi mình nghịch lại với luật của Thiên Chúa và giáo hội, mà mình phải dạy nhiều. Nhưng mà cái chuyện này của các em mà, riêng đối với mẹ của chị thì tôi nói như thế này: bác rất là thành thật khi bác nói câu đó, không có gì sai. Vì thế muốn để cho bác xưng tội thì chúng ta phải cắt nghĩa cho bác biết, đọc thêm Kinh Thánh cho bác nghe, nói mẹ ơi, Chúa nói rằng những ai mà chỉ cần chửi người khác ngu ngốc thôi thì người đó cũng đã đáng bị phạt ở trong Gehenna rồi. Cho nên tội không phải chỉ có ăn cắp ăn trộm đâu, mà đôi khi mẹ chỉ cần giận dỗi một người khác thì cũng phải bỏ của lễ đi về rồi. Và tôi nghĩ khi bà hiểu như vậy thì bà sẽ đi xưng. Còn bây giờ lý do bà không xưng không phải bởi vì láo gì đâu, bởi vì bà chưa hiểu rõ giáo lý mà thôi. À, thưa cha, con có một thắc mắc là để tỏ lòng tôn kính Thánh Thể thì trước khi mình rước mình Thánh Chúa, mình cúi mình vái chào. Như vậy thì khi mình qua mình rước máu Thánh Chúa, mình đã có Thánh Thể Chúa trong người mình, thì mình có cần phải vái chào không ạ? Vâng, thật sự cái câu hỏi này thì nó cũng không có gì là khó khăn, tùy theo chị. Bởi vì ngay cả cái nghi thức để mà như chị nói đã tỏ lòng tôn kính, tất cả những cái này nó có tính cách con người và nó có tính cách văn hóa. Ví dụ khi mà chị cúi đầu thì đối với mình đó là một hình thức cung kính hả? Bái quỳ là một hình thức cung kính. Đối với Tây Phương đó không có biết cúi lưng hả? Mình cúi lưng là một hình thức cung kính. Cho nên bất cứ hình thức gì mà chị cảm thấy là giáo hội dạy hoặc là trong cái phương diện văn hóa nơi chị ở mà nó tỏ lòng cung kính thì chị cứ việc làm. Nhưng mà câu hỏi của chị thì tôi thấy nó có tính cách thần học sâu hơn. Sau khi mình rước lấy mình Thánh Chúa thì khi mình bước qua máu Thánh Chúa thì liệu chừng mình đã có mình máu Thánh Chúa rồi, chứ không cần là phải cả hai rồi nên nhớ như vậy, thì liệu chừng mình có tỏ lòng cung kính hay không? Thì tôi trả lời như thế này: bắt buộc mình phải tỏ lòng cung kính, bởi vì cả hai nó cũng giống như một. Trong giáo lý Công giáo dạy khi truyền pháp thì ở trong bánh và rượu đều trở nên mình và máu. Cho nên mình chỉ cần nhận một là đủ rồi, nhưng mà lý do mình nhận hai để nói lên được cái sự đầy đủ mà chúng ta thường thấy trong cái nghi thức mình làm. Còn việc tỏ lòng tôn kính thì tỏ lòng tôn kính theo với những gì mà chị đã được dạy hay là trong cái văn hóa riêng của chị. Nếu mà cúi đầu tôi nghĩ cũng được, đúng, đó là một thái độ nhẹ nhàng mà cũng rất là tốt. Tụi con hết giờ rồi, nhưng mà chắc lẽ xin cho cha giải thích thêm hai câu nữa nhé. Xin mời anh trước rồi mời chị bên này nhé. À, thưa cha, con có cái thắc mắc là việc đọc kinh cầu nguyện và xin lễ đời đời cho người quá cố, và nếu như người quá cố đã xuống địa ngục rồi thì cái việc làm của mình có được có được ơn ích gì cho cái người quá cố đó không? Vâng. Rồi. Cái câu đó, và nếu người quá cố đã lên thiên đàng rồi thì có được lên cao hơn nữa không? Vâng. Tôi trả lời cái câu hỏi của anh như thế này, phải hiểu cái câu hỏi rõ nhé. Nếu mình xin lễ cho một người mà nếu người đó xuống địa ngục rồi thì có ích gì không, mà nếu người đó lên thiên đàng rồi thì có ích gì không? Thì tôi trả lời như thế này, nó chẳng có ích gì cả. Nhưng đây mới là cái có ích nè. Cái có ích là bởi vì mình không biết. Và cái ích lợi đầu tiên không phải đến cho người chết mà cho người sống. Việc chúng ta đi xin lễ, cái lợi ích đầu tiên không phải cho người chết, mà nguyên việc chúng ta chỉ cần nhớ đến người chết, nó nói lên được con người của chúng ta là những con người tốt, là những con người biết lo lắng cho người khác. Và vì thế chúng ta không biết họ lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục, thì ngay cả việc nếu họ lên thiên đàng rồi thì việc chúng ta cầu nguyện hỏi có ích gì không, thật sự nó có ích cho chúng ta. Bởi vì đối với những người mà họ không quan tâm, họ vô cảm, thì họ chẳng bao giờ lo cho bất cứ một ai. Người sống họ không lo mà người chết họ cũng chẳng quan tâm. Nhưng đối với những người đã có một cái tấm lòng bác ái thì không những họ lo cho người sống, họ còn lo cho người chết. Vì thế chính những người đi xin lễ và cầu nguyện cho người chết, tôi chưa biết người chết được cái gì, tôi chỉ biết chắc người sống đang càng ngày càng tốt hơn. Vì thế cái đó là cái lợi ích trước mắt. Cái điểm thứ hai, vì chúng ta không phải là đấng phán xét, cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng tôi biết mẹ tôi lên thiên đàng, tôi biết ba tôi xuống hạ ngục, vì thế tôi không xin lễ. Chúng ta, Đức Giê-xu là vị duy nhất phán xét. Vì thế những ai đứng vào vị trí này để phán xét mà cho rằng mình biết một cách chắc chắn thì những người này sau này không sao không, tôi biết đi đâu rồi, xuống như này rồi ha. Cho nên đừng vì như vậy mà làm cản trở cái sự trưởng thành tốt lành của chúng ta là những người còn sống. Kết luận,
Việc chúng ta biết các ngài đi đâu, chuyện đó không biết. Việc chúng ta xin lễ có ích cho các ngài hay không, tôi tin chắc là có ích. Mà ngay cả nếu không có ích, thì ít nhất nó có ích với chúng ta là những người đang sống. Shut your eyes, wish me well. Can you?